Và theo dự báo của các chuyên gia phân tích, thưa quý vị, trong tuần này, The Hobbit phần 2 sẽ tiếp tục đánh bại The Wolf of Wall Street và The Secret Life of Walter Mitty để thống trị các phòng vé. Trong khi đó, 6 bộ phim vừa được tung ra trong mùa Giáng sinh gồm The Wolf of Wall Street, The Secret Life of Walter Mitty, Mandela Long Walk to Freedom dường như không thành công như mong đợi. Chiếu 5 ngày nhưng The Wolf of Wall Street chỉ thu về 41 triệu đô la, hy vọng tuần này sẽ mang về thêm 24,5 triệu đô la. The Secret Life of Walter Mitty của Ben Stiller, nội dung cũng hấp dẫn nhưng rốt cuộc cũng chỉ thu về 22 triệu đô la.